Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chiều nay chuẩn bị chiến bạn ơi. Hôm gà mình cũng tóm xong cái vàng câu mình này nè. Nhiều cần không biết luôn á. Nói chung cứ tóm tới chứ nhiều khoa không biết luôn. Đó, hơi bị nhiều luôn á. Mua một bịch đó mà một bịch đó nhiều lử cũng không biết luôn nữa. Tóm bịch đó cũng gần hết luôn á. Đếm nữa nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 89, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75. Ngày số về luôn, về bự. Mình dê nhỏ, còn này ngay số con dê bự. Ồ, cũng hên như hay dữ à. Mình tủ con dê á, mà dê nhỏ, con này 75 là dê bự rồi. Mà chưa chắc con này bự hay nhỏ à nha. Ghê lắm ha. Rồi, 75 phao bạn ơi. Lưỡi thì mình xài lưỡi inox, lưỡi đúc số 9. Dây thì dây câu cá luôn nha. Đây là lưỡi số 9 inox, ngon lắm á. Mua về anh bẻ cho nó hơi chinh qua bên là lụm. Mấy chiếc trước mình xài lưỡi tới số mười mấy là bự lắm. Mấy chiếc này mình xài lưỡi hơi nhỏ rồi à. Tại mình thả này chủ yếu mình bắt cá bạn. Cá luôn, cá lương làm láng. Lúc trước thả lưỡi bự thì ít dính cá hơn. Giờ lương nó cũng ít rồi mình chơi lưỡi này là vừa luôn, vừa nêm. Dàn câu này chiến đấu lắm phải chơi đâu nha. Chiều nay mà xử nhiều đây cũng hơi bị phê luôn á. Nhưng mà thả câu được cái nó khỏe hơn là cái cắm câu. Mình móc mồi sẵn ở nhà mình đi lại là mình thả hơn rồi. Đây là câu. Mồi hôm nay là thò lòi nha các bạn. Tháng này không có trùng nên chơi thò lòi. Nãy nước rồng mình đi câu chút xíu nhóc trơn luôn. Lâu quá không câu thò lòi nhóc. Này mình trộn với lại cám. Cám nhuyễn á, cám cám gạo mình á. Còn cho con cá nó ít nhớt đồng hồ mình dễ cắt. Với lại nó không có nhảy ra nữa. Với lại cái mùi cám nó cũng thu hút cá với lương. Đây là thò lòi. Thò lòi hay là cá lóc nối hay là cá mắc lòi. Tháng này thò lòi nó không bự lắm nè, cá mắc thò lòi nè. Con này đó giờ cũng nhiều bạn nó khô khô ngon nhưng mình chưa ăn lần nào, toàn cho cá với lương ăn thôi. Mà thò lòi thả lương thì chiến đấu hơn. Có mà trùng thì thả cá ngon nhạy hơn, nhưng mà tháng này nắng khô, cỏ cháy này không có trùng rồi. Chiến thò lòi. Chiến thò lòi chừng nào bế mồi thò lòi mình chơi mồi trùng là ngon. Rồi, giờ chuẩn bị đi chiến rồi bạn ơi. Con bự này thì cắt ra làm ba. Còn con nhỏ nhỏ cỡ này thì làm hai, còn nhỏ xíu thì chơi làm một luôn. Nhiều đây chắc cũng cả trăm cục mồi đó, đủ tối nay thăm luôn á. Đây cá thò lòi. Tối nay sẽ là tiết mục thả câu lương bằng mồi cá thò lòi, thả câu bằng cá thò lòi chứ không biết là lương hay cá các bạn, dính con nào xạo đó nha. Giờ mình chuẩn bị móc mồi vô mồi đi thả bạn ơi, hẹn các bạn vào chương trình tối đêm nay nha. Thấy gì chứ lẹ lắm bạn ơi. Tích tắc bấm máy là tới liền luôn á. Nhiều nhiều cần xạ chắc cũng giáp khu vực mình đây luôn á. Cách móc mồi câu cũng là một nghệ thuật nha bạn. Đây, nhiều bạn này thả câu thì mà bắt con thò lòi cắt ra chỉ móc đây móc xuống cho dễ móc á. Vậy là sai cách rồi đó, mình móc là từ cái đuôi móc lên. Tại cái quy luật cái con lươn, con cá hay con rắn nó ăn cái con mồi nó nuốt rồi sẽ nuốt từ cái đầu nó nuốt xuống. Mình móc về nhìn cục mồi ngon ha. Quá đã luôn. Cái đuôi là nhạy nhất. Cái đầu chứ không nhạy bằng cái đuôi. Cái đuôi là nhạy nhất. Còn cái đầu thì mình đơn giản lắm, mình lòn vô cái chỗ trống nè. Móc lên con mắt là xong. Vậy là lụm. Thôi rồi. Hết câu. Nè. Mình sắn thẳng xuống vậy nè. Thẳng xuống gì? Cho nó bấu vô cái da cái mình lòn lên cái lụm mà. Cục mồi mình gì nè, nhìn ngon ha. Cá không mê sao được. Xong rồi mình máng lại cái ống sậy. Đó, lụm. Đi thả tới chỗ thả thì quăng xuống lụm thôi. Để mình lấy con thò lòi nhỏ anh móc cho bạn coi luôn. Con thò lòi nhỏ thì thả câu với lợi hại lắm. Thò lòi nhỏ nè. Chặt cái đầu bỏ rồi. Cái đầu nó không nhạy. Nó thấy hai con mắt nó sợ. Con lươn nhát á, nó gặp mắt thò lòi nó sợ lắm. Đây, móc gì là lụm. Dây nó bị lòn trong mình. Từ cái đuôi móc lên cái đầu nha. Nói chung mình móc cái từ cái đầu móc lên, mình móc ngược lại nó cũng ăn nhưng mà
nó có dạng ăn, nó nuốt ít sảy, nó hay sảy hơn là mình móc từ cái đuôi. Ví dụ như nhiều bạn móc thì móc gì cho nó dễ ha, nhưng mà móc gì thì con cá nó ăn nó không có cảm giác, nó không có ngon, không có nuốt, không có trôi hung. Móc ngược lại cho nó lội cục thịt ra đó, gì nè, lội cục thịt bự ra nè, lại bọc ở đây nuốt ực lụm im tuyệt vời. Cái đầu là dễ móc nhất, lòn lên ngay con mắt là xong. Đơn giản thấy vậy chứ móc hết số câu này chắc cũng 15 phút à. Thả nhiều câu rồi mà tối nay nó chịu dính một cái nha, hơi bị sướng luôn à. Nghĩ tới cảnh mà tối nay cứng liên tục một cái, sướng tê ngừ, thứ nào chịu nổi. Thôi giờ lên đường chiến bạn ơi. Đó. Chuyển thôi, chuyển thôi. Thiên la địa võng bắt đầu. Giấc này nhâm nhi bậy nên ly cà phê bạn ơi. Đó. Ấm lòng chiến sĩ, hồi nữa mình lội thăm câu. Thấy vậy chứ cũng hồi hộp lắm. Mà giấc này mới có 7 gữ à, khoảng 9 giờ mình mới thăm. Nếu cắm câu thì giấc này đi thăm được, nhưng mà thả câu này mình để lâu lâu mình nó thăm. Đặng mình chia cử ra buổi sáng nữa để mình thăm sớm qua cái mình thả lại cái nó dính cái nó tới sáng mình thăm cái nó nhầm con nó chết cái nó bị sình. Nên mình chia cử rồi mình thăm cho nó phiêu phiêu xíu. Phê. Ngon lành. Mời bạn nha. Vô. Im. Đậm đà luôn. Thơm nồng hương pin điện thoại nha. Mùi bóp nữa. Đúng không? Trời nóng nóng này mà làm đi cà phê ấm đặn ngon ghê luôn. Trời uống nước đá là ngon. Mát. Có bạn nào ăn xài không thì giờ mời bạn luôn nha. Xài, bánh kẹo các kiểu luôn. Đây cũng xài nữa nè. Lúc này là vô mùa xài luôn. Xài này xài Đài Loan, nó xài Thái vậy nè, xài sống. Xài này thì cắt chu. Cắt chu của ngoại nè, chín cây. Xài này thì xài bưởi. Xài bưởi là xài hôi á, xài ghép á. Rồi xài này lão hết hôi rồi. Ồ, xài này ngon, vàng. Chín cây luôn á. Mới vô ngoại hái cái này sẽ sống. Sống để làm bầm cá ăn. Mấy cái này sống nè. Mấy cái sống sống này bạn tách ra ngon lắm. Hết chua, nó bột luôn. Cái này quá mùi rồi. Đây có mận nữa nè. Đó, mận luôn. Mận mùa này nó không có đỏ như mấy mùa trước. Nhưng mà nó ngọt lắm. Ngon lắm. Trái mùa mà. Làm mấy trái mận này đi. Ngon quá. Rồi, bạn thích ăn nào ăn đó nha. Mận, xoài. Sẽ sống thì chín, sợi chu, sợi hôi, sợi bưởi gì đó. Bánh kẹo luôn. Mời bạn luôn. Ừ, mình ăn mặn. Ăn mặn uống cà phê tới bài luôn. Mặn để nguyên trái vậy mới ngon. Dính. Quá rồi. Rồi khâu. Ăn sâu có khuyết trước rồi. Ăn xong nó chết rồi. Ngon, nước cua. Bệnh gì cử, làm luôn. Có sâu là không có thuốc á. Ngọt ghê luôn bạn. Trắng trắng mà ngọt. Móc cái ruột coi dứt thôi. Lụm luôn. Mời tất cả các bạn cùng mình đi thăm câu đêm nha. Chắc này cũng 9 giờ rồi đó. Đợi đúng 9 giờ mới đi thăm luôn. Với lại mình canh ở đúng con nước mình thăm cho nó đạt hiệu quả cao. Hy vọng là đêm nay sướng sướng nha bạn. Cũng hồi hộp lắm chứ không phải chơi. Phao đầu tiên thấy không có hiện tượng gì vậy.
chơi dây này nó tiệt màu nước khó thấy, còn nguyên mồi bạn. Con cua thì nó kẹp mồi nhữ chứ. Rồi con cá lóc kìa, nó đang nằm ăn cục mồi kìa, bá đạo trên từng hạt gạo kìa. Nó cá lóc bạn thấy không, nè cá lóc nè, nghe chá đèn nè. Đang rỉa cục mồi luôn á, cá bị nhỏ quá, cục mồi hơi bự nên nó nuốt không được. Ủa, chắc không dính nè, nó không có cái, không có dướng gì nữa chứ. Lâu lên mà nghe bực bực. Ê, hên xui à. Khai trương con đầu tiên coi. Xài dây này khó thấy quá. Nó giống màu nước. Rồi hình như không dính nè. Chưa biết. Rồi không dính rồi bạn ơi. Sảy rồi. Sảy lương quấn rồi. Rồi sảy nữa rồi, kỳ gì? Không dướng này như vậy. Mình chắc mấy con lương nhỏ nó khéo phá quá. Kéo vô mà cứng ngắt nó mới đã. Thôi mà thấy dây nó hơi căng căng nè bạn ơi. Thấy có con gì lâu vậy nè. Dính không biết. Cứng cứng này nè. Lụm con gì cho sung sung ơi. Nãy giờ chưa dính con gì chứ. Thăm cũng hơi bị nhiều luôn rồi đó. Mà chưa dính. Còn chết không. Còn gì ăn rút thuốc dưới rồi. Không thấy con gì chứ gì. Chết nữa hay gì rồi. Rồi cục mồi nè. Ở dính lương bạn ơi. Lương êm, con lương đầu tiên. Quá ổn áp. Quấn cái đây thấy cục mồi ở đây tính đâu là chết rồi. Hai dạng lương nó nhả ra đó. Ngon lành. Lương trọng á. Ngủ rồi. Chắc này hơi khuya nên ngủ rồi. Được, có hàng, có hàng. Quấn dữ. Quấn nùi luôn á. Vòng luôn. Quấn xuống gốc cây chứ vậy khó gỡ quá. Quấn vòng xuống gốc cây chứ đi. Trời. Ngay dấu đặt chấm luôn. Đụm lên hàng. Quất con lương cái xì khói luôn á, nhưng mà sướng. Có hàng nha. Có lương. Ê. Lương vàng tư luôn. Nuốt được tới trong đây luôn. Nó lòi lử như vậy dễ gỡ lắm. Nuốt ngược lại ra. Vì cái móc ngược lại ngay cái lỗ nó lòi lử ra. Nó không dưới đường này rút nè. Đã ra. Đó. Xong một con. Lương này lương nhì á. Bự nghe. Vô một chú. Con đầu tiên. Có hàng sung sung rồi nãy giờ lội. Không có con gì chân thay mồi không buồn hiu luôn. Bị ốc. Ốc với cua nó phá quá. Ăn mồi chân. Có hàng có chuyện để nói chuyện không. Rồi tiếp tục. Mương này ngon. Mương này dài chẳng có thể có lương nữa.
dính con chà bá cho sung với đây. Dây dùng đeo chết rồi. Chất luôn. Ê ê, dây thẳng lắm nha bạn. Dây thẳng lắm nha. Cứng cơ coi. Rồi này chắc sảy rồi. Nó có lôi mà kéo nó ra là nó sảy rồi đó. Quá trời bù hống mà. Khỉ à. Cá ngồi ngon ghê luôn, không có cá ta. Thường thường thả mấy cái hang mộng về chiến đấu. Bên đó không có, bên đây cũng chết luôn. Kỳ vậy. Chỗ ngon quá không có. Tối tối mình đi lội lội cho mấy bò sầu riêng nên cũng nguy hiểm. Trái bành bành luôn. Thứ con trái ngang ngang mặt là đi chui chui ngang. Quên ngước lên á, vố đầu cái là rồi luôn, như cái gỗ có hiện tượng dây thẳng thẳng nè, rồi như siêu chết rồi, lương sảy lương rồi, cái xe coi nè, lương này nhỏ. Hết biết kêu đủ này trái dữ các bạn ơi. Từ dưới dài lên trên. Quá đã luôn. Đang nghèo gặp cảnh này. Lụm luôn. Đang ế. Vô mày. Chắc này về tới nhà luôn các bạn ơi. Nãy đi thăm thì sung lắm, tới về nhà hết sung rồi, xìu luôn rồi. Đêm nay cứng con cái một. Được có con lương, hai con ốc, hai vợ chồng ốc. Là con lương. Được tô canh chua. Ừ, dở thiệt chứ, 75 pho lương mà được có con một. Quá dở. Tối nay lỗ bộ đồ luôn, đem theo kìm đồ dữ lắm. Con này cũng được. Rồi hết biết nói gì luôn bạn ơi. Thôi hẹn bạn buổi sáng nha, hy vọng sáng mai trúng bánh nha. Giờ đi tắm cái lỗ bộ đồ rồi. Mặn lương bỏ tủ lạnh luôn đi tắm cái. Hy vọng sáng mai cứng liên tục chứ tối nay là xìu rồi. Sáng nay thức dậy sao mệt mỏi trong người các bạn ơi. Mình mãi gì game chơi. Làm như hôm thăm cậu chết sáng là nó kỳ kỳ vậy. Ôi chim quá trời chim luôn rồi. Biết đâu sáng mai trúng bánh rồi sao. Cứ hy vọng là vậy đi. Đêm hôm gì mà được con lươn một trận. Sáng nay phải dính cả 20 con gỡ tinh thần mà. Ê, Ben. Sáng Ben nó đi bắt mấy con gà rồi. Tới thiệt chứ. Quậy quá. Ê, chết rồi. Có hiện tượng. Nè, dây thẳng gan nè. Đó, cứng rồi. Im. Cứng này có lương rồi nghe. Đầu tới đây luôn à. Con lương chà bá coi. Đó, lôi tới đây nè.
Rồi, nút bọc rồi. Ôi trời, xảy ra bạn ơi, lương quấn nè. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Xảy lương này. Lương này trọng á. Lương mà nó xe vậy là lương trọng. Chứ lương nhỏ nó xe cốc chứ lắm. Lương này kiểu xe này, lương này lương bự. Gì mà xảy trời uổng ghê. Tức quá. Phao này cũng có tín hiệu nè, dây thẳng quá thẳng rồi nè. Không biết cứng không nè. Dây thẳng dữ lắm luôn á. Rồi, mềm gì, xảy nữa rồi. Kỹ tá. Lương cái ăn sao không dính gì vậy? Mày chắc cá lôi quá. Rồi có lôi nữa rồi nè. Phải không? Không phải rồi. Dùng băng nè. Chết rồi. Rồi rồi rồi, dữ lắm rồi. Cái này là dữ lắm rồi. Cái phao mình để ở trên bờ mà nó lôi. Nó lôi ra cái chỗ thả luôn rồi, chìm phao luôn rồi. Cái này là dữ lắm rồi. Ê sao kỳ vậy? Ê dính dính dính, cá lóc gì á. Rồi cá lóc thiệt bạn ơi. Có hàng cá hàng gì lôi dữ quá. Cái phao để trên đây nè, mà lôi ra tới rồi đó luôn. Gì mà sướng á. Lôi phải lôi nhiệt tình, lôi ra tới cái bãi mồi ốc người ta. Gì mới đã. Một con cá lóc đầu tiên của buổi sáng nha. Có cá rồi nha, mừng quá. Êm. Một con cá lóc. Còn ngậm mồi trong họng nữa. Chưa nhả mồi ra được. Nghiên cứu gỡ cái lử cho nó luôn bạn ơi. Con này dính nó cũng đời lắm rồi, dính lâu. Cái lử này dễ gỡ lắm. Mình lôi dây ra mang cái gỡ được rồi, cái lử này nó dài. Dễ gỡ hơn cái lử cắm câu. Lử cái cán nó dài dễ gỡ lắm. Móc ra cái gỡ ra lòn là cái lụm một con cá lóc đầu tiên của buổi sáng. Im. Vô vỏ mày. Đi lại mình thấy cái phao lúc dị sướng. Lôi gớt gì. Còn nằm nguyên vị trí hiện trạng ban đầu rồi, thấy không phê rồi. Có tinh thần lên rồi đó. Sung rồi đó. Sung rồi đó. Phòng đây hôm lương lôi sảy nè. Sáng nay có lôi nữa không? Rồi chết rồi. Hôm hôm ăn sảy. Rồi chết rồi. Này cua ăn rồi. Lôi lên trên bờ hết mồi. Chỗ này nhớ đó mình thả mấy năm trước. Mình thả con lương bành trướng luôn. Xài dây này khó thấy quá. Hên là sáng dây đóng xương. Này cũng lôi dữ rồi nè. Bạn nhìn nè. Nó lôi bằng cỏ nó xẹp qua bên luôn nè. Rồi cứng ngắt luôn. Này có thể lương á. Mở lôi ra nè. Không biết sao đây nè. Lôi ra là lương bự. Chắc chết kìa quá. Không thấy không mò không đụng. Ê chưa biết. Rồi chết thiệt. Lôi ra meo lắm. Lương ăn dính lôi vô bờ. Lôi ra thì cá rồi. Phao bên đó thấy nó có tuột xuống kìa. Dây thẳng thẳng kìa. Mà thẳng này chưa tới lắm. Này mà phải nó tuột ra tuốt rồi đó. Nó chìm ra luôn mới đã. Ồ, xảy rồi.
cũng có lươn cá ăn mà lươn rất nhỏ, nó lôi ra nó không nuốt ở mồi, nó bỏ mồi. Có hiện tượng bạn ơi, có hiện tượng cái phao mất tiêu rồi, mừng quá. Cái phao mất tiêu rồi, phao mất là vui rồi đó, nó bị cái cọng rau muống xẹp xuống luôn nè. Ê, gì đó gì giật giật ngoài đó, lên tim bừng bừng kìa. Phao này dính cá rồi, chắc luôn. Lôi đâu ra ngoài đây rồi. Đây. Phao đây. Dính cá vậy, nó còn sống, nó còn giật giật kìa. Nè. Còn gì. Đó. Sướng. Gì mới đã nè, y gan cắm câu luôn. Cái gì đây? Lóc hoa chê. Ê, cái lóc bự. Thấy cái mỏ nó rồi. Đó. Lên hàng, dính câu thì khỏi xẻ. Ồ, cái lóc bự bạn ơi. Vô. Xuống. Chà bá luôn. Gì mà cắm câu không gài không ăn hả con? Đợi câu thả mày. Ôi, nó bự. Quá xa đã rồi. Cá cắm câu thì dính thì bao ngon, bao sảy. Đa số là nuốt lử không à. Ủa lộn, thả câu chứ. Ồ, cá này bự à. Còn mồi trong miệng nè, ăn cái đầu thôi rồi. Cá lóc ở này thì thôi, thứ nào chưa nổi các bạn. Ha, siêu hiếm luôn á. Nhưng mà cắm câu hoài không ăn đó. Nay chơi câu này thì khỏi chạy đi con. Chạy đâu cho thoát con trai ơi. Chúc mừng anh đã về với đội. Mình cứu gỡ nó luôn coi. Con này quá trời ngon luôn. Cá lóc đồng mà cỡ này là thuộc dạng hàng khủng rồi đó. Quá ngon. Con này hơi khó gỡ rồi. Cái họng nó dính sâu sâu. Thôi để đại vậy luôn đi các bạn ơi. Về nhà có gì nữa mình cắt lử, mình gọng cho nó sống. Để gỡ mà nó chết. Chết hết ngon. Thằng bự mà. Quấn con gì cho đỡ gói. Quá xa bạn ơi. Ngon trời. Cá này cá cái. Rúng thà lè nè. Cá này trong bụng nó dám đang có chữa luôn. Vô túi ỉn tôi bỏ vô cái nặng dài xuống liền ta, ngộ thiệt chứ, dính cả bự cái quằn dai rồi. Sớm giờ mới được có hai con, nó được con bự đó. Thả câu này mà đi lại cái phao mất tiêu là sướng à. Văng xuống mương rồi hay là ngon, hoặc lôi mất vậy luôn đó, chẳng thà lôi mất kiếm vậy mà nó sướng. Còn thấy nằm trên khô như cái gì đó thấy thua nè. Nằm mà chơi dơ trên cọng rau muống là thua rồi. Chết rồi. Thả câu này có mồi trùng á. Trùng hổ á. Thả nó ghê gớm nữa. Nhớ đợt đó bạn thấy không? Mình thả trùng hổ nó dính. Cá lóc hầu như mỗi phao luôn. Cá lóc á. Hồi lội này cá lóc nó không mê hung. Hồi lội này lương nó mê. Bữa nào kìa tới mưa xuống mới có trùng được. Tháng này chưa có trùng. Tháng này khô quá. Sáng nay phao này lôi nữa bạn ơi. Đêm hôm dính lương cho nên quần cỏ sập lép nè. Sáng nay thấy thẳng nữa rồi kìa. Đằng ngoài có lương nữa đó. Lôi dữ lắm, lôi luôn. Có kỳ gì. Ôi chết rồi bạn ơi. Thấy thẳng gan tính đâu lụm nữa rồi chứ. Yeah. Chết rồi. Thì cá lôi rồi. Không phải lương. Cái gì mà văng xuống đó chìm rồi. Phải không? Đừng làm mừng hụt nghe. Cứng cái coi. Rồi. Ồ, dính cá rồi kìa. Cái này chắc cá lôi rồi đó kìa. Bạn thấy không? Nó lôi tới nó một quỳnh nữa đó. Lôi kiểu này là cá lôi. Bị lương là lương nó lôi vô mé chứ không có lôi ra bờ. Kể cá lương nhưng được có dính là mừng rồi. Ủa đâu rồi?
đừng sảy nha con. Rồi vừa mới nói luôn á, ui sảy trời, nhưng không nuốt ta, ui nó tức. Hôm nãy lôi thẳng dây nữa nè, thẳng gan luôn nè, cứng cái cây. Ờ dính cá, dính cá bạn ơi. Cái này dính thiệt là chứ không phải dính cá lươn. Cá cũng nhỏ nhỏ à. Giật từ từ cái dưới á. Nè kìa kìa, đó. Cá này nhỏ không bự. Giật cũng mạnh lắm. Ê, được cá, bự. Không nhỏ đâu nha. Trong khẩy luôn á. Ê bự. Ê. Lẫm đen xì. Con nãy dính lâu rồi. Đừ cho trơn rồi. Quá êm. Vừa mới xảy con kia qua đây gỡ lại con này liền chứ. Trời ơi nó dính rồi. Nó nhờ tử hết trơn rồi. Con này dính lâu dữ lắm rồi. Đuôi bọng như nó quậy ra nè. Tóc dãy trơn rồi. Đen xì lì luôn. Mưa cỏ và viên cá đen rồi nè. Hết biết rồi. Như cục than. Quần dữ lắm quần. Rồi cho nó vô luôn bạn ơi. Về nhà gỡ. Còn cá lóc thứ ba. Sáng nay trúng cá lóc rồi. Còn nãy đen ghê được chứ. Tối đen luôn á. Im. Gì. Gì mà phao lúng lúng dưới nữa rồi. Hình như lôi nữa rồi bạn ơi. Rồi mình thấy luôn rồi. Thấy con dây nó xỉa ga dòm ra ngoài thấy luôn rồi kìa. Nằm khỏa thân rồi đó rồi kìa. Đó. Nhảy lên bờ luôn rồi. Nằm quả thân rồi đó luôn. Có cá lóc à. Có cá lóc muối chiên à. Người này cá nhiều ta không có lương ta. Ba phao liên tục á. Một phao sảy, hai phao dính này nè. Yên quá. Lụm. Trong câu không ăn, thả câu rồi dính liên tục. Vô. Một con nữa. Con này ngủm rồi. Con cá lóc thứ tư. Sáng nay kiếm ăn được quá. Sung, vậy mới sung chứ. Đêm hôm làm xìu quá. Thừa thắng xông lên luôn coi. Mưa bên đây còn hai phao nữa, dính hai con nữa coi. Hai cá lóc cũng được. Nói chung có dính là được rồi. Còn gì cũng được hết trơn. Rồi, có một chuyện nữa rồi. Mất tiêu phao rồi. Hôm qua để trên cọng cỏ. Này nó rớt xuống rồi, phải không? Rồi, không phải rồi. Này hôm mấy con chuột lấy giò, nó vui giò, nó khiều rớt xuống, không phải là cá lôi. Chỗ này như rớt thiệt rồi nè. Mất tiêu luôn rồi bạn ơi. Nó lo mất tiêu luôn rồi. Dữ lắm cái này rồi. Trời ơi là. Kìa, thấy cái phao rồi. Ừ nó lôi dữ lắm lôi vậy bạn ơi. Nè phao nè. Rồi lôi ra ngoài xong rồi. Rồi sảy luôn rồi. Trời. Ừ nó tức đó nghe. Cá lôi đó. Cá bự nữa đó. Mương này cá quá trời luôn rồi. Sảy trời. Kỳ gì. Sớm thì sảy hơi bị nhiều luôn á. Lửa ngon bén lắm mà sao sảy vậy ta. Ui tức. Lôi ngập lúc luôn. Quần dữ lắm quần luôn mới xảy được. Thôi bữa khác phục thù lại. Mùa này thì đi đâu cũng có sầu riêng hết. Vườn sầu riêng là có trái. Trái quá trời luôn. Trái bành không. Cây bên đây cũng dữ nữa. Cây nghẽ đồng hồ của mình. Quá trời trái luôn. Khủng khiếp chưa. Nhìn mà sướng con mắt. Phải không mà sao thấy cái phao nó hơi chìm nè. Con gì lâu như vậy. Không dính nha.
chết rồi bạn ơi. Dính được cái lưỡi câu. Còn phao cuối cùng hai chỗ này nó giận giận nè. Hỏi dính cá không bé. Ồ dây dùng băng à. Tính đâu dính cá chứ. Thấy nước giận giận tính đâu lụm mà nhà chết bạn ơi. Rồi xong luôn. Kết thúc chương trình buổi sáng luôn. Bước ra thấy nước nó bận 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 tính đâu lụm cá nằm dưới. mừng hụt tính đâu hốt hồi chót ai nhà bị giật luôn rồi. Sáng nay nguyên một bị luôn bạn ơi, một bị phao quẩy xệ dai luôn. Bốn cá à. Không có con lươn nào luôn á. Tính ra anh em đi thả câu cá chứ không phải thả câu lươn nha bạn. Nhưng mà cũng ngon lắm, được con cá lóc bự rồi. Đó. Ngắt ngư luôn cái gì vậy. Vô mặn luôn. Mặn ăn cơm sáng luôn. Cá cũng bự bự thôi. Còn nó chất lượng á, được con cá đó chất lượng. Chất lượng cao luôn. Nghĩ lại ngộ ta không có con lươn nữa ta. Sảy cũng nhiều luôn á. Mà sảy hiện tượng đó là sảy cá không phải sảy lươn. Sảy mà phao lôi ra, dây lôi ra, lưỡi lôi ra là cá lóc. Sảy văng phao, chìm phao, lúc phao luôn chứ bộ. Phải sảy nhẹ nhẹ cũng đỡ. Sảy gì sảy mạnh luôn á. Sảy nhiệt tình luôn á. Thành quả được 4 cá. Cá cũng bự bự rồi. Con này ngon nhất rồi, con này đầu đàn, chà bá lửa luôn trời. Ngon ghê luôn. Vô mày. Có con này dính sâu quá. Này đem vô mình gọng nó luôn đi rồi nào ăn mình gỡ, mần gỡ luôn. Dính sâu gỡ không được, con này gỡ được. Con cá lóc siêu đen, con này siêu trắng. Con này thì vàng vàng xanh xanh. Con này trắng khiếu luôn. Trắng không phải do con cá trắng đâu. Trắng tại do nó sợ ma đó, nó trắng cái tái. Ôi, con cá này đúng chất lượng luôn trời ơi đã. Hàng khủng, hàng khủng, hàng khủng. Tính ra hàng khủng trong vòng khu mình còn nhiều lắm đó. Bị cắm câu cũng dính á. Nhưng mà thả câu nó từ từ chỉ dính thôi. Sảy mấy con uổng ghê luôn. Cá đúng đã luôn. Uổng con này. Sáng nay không biết làm gì ăn nữa. Để đem cá này vô cái hộp cổ đông ra làm món gì. Con này ngon quá trời ngon luôn. Đã thiệt. Giấc này chuẩn bị nấu nướng luôn bạn ơi. Mần hết số cá luôn. Làm hai món ăn tới chiều luôn. Là cá với lươn gỗ luôn nè. Bốn con cá với lại con lươn. Có con cá nhỏ nó chết rồi. Con đó mình xẻ ra hồi ốp mình phơi khô. Này ăn rau chợ một bữa nha. Này ăn giá với lại cà chua. Khóm. Bạc hà với lại đậu bắp. Rau vườn ăn hoài. Nói chung nó cũng ngán bên ăn rau chợ. Thường là vậy, ở chợ khoái rau vườn, ở vườn khoái rau chợ vậy thôi. Thích của lạ. Lụm. Này làm món cá lóc nấu canh chua với lại món khô khô mà. Lương nấu canh chua luôn. Đúng bài luôn ha. Cá quá trời ngon luôn. Lâu lâu mới được con cá bự ngon. Cá bự đó hồi mình kho. Cá nhỏ nhỏ với lương mình nấu canh chua. Có bạn nào hửi được mùi thơm chưa? Nhưng mình đây nè. Thơm rồi đó. Nấu đồ ăn là thấy món nào cũng có tỏi sấy hết mới ngon. Này mình đang làm nấu canh chua. Xé tỏi cho nó hơi vàng vàng đó. Xào khóm. Khóm bỏ vô mình xào xào xương xương trước cho nó ra nước cho nó thơm. Cái khóm này ngọt à. Nhìn cái màu nó đỏ đỏ là ngọt. Mình xào cho nó cái nước khóm nó hơi ga ga với lại cái miếng khóm nó thơm, ga nước nó nóng nữa. Cái nước canh mà nó cũng thơm. Thơm hơn là mình nấu mà mình không xào. Lợi hại lắm á. Bí kíp. Bí kíp nấu ăn. Mùi khóm xào lên cũng thơm lắm chứ chơi đâu. Rồi cho nước vô luôn bằng xương ngang cái thôi. Bỏ vô thêm cục me bạn cho nó ngon.
mình cho nó mềm, bỏ trước cho đang hồi nước sôi lên cái mình vớt ra mình dầm cho nó mềm. Me này me nhà chồng luôn á, me dốt siêu chua luôn. Vẫn là cách kho cá quen thuộc, cho dầu với lại đường vô, thắng thắng nước màu, thắng kho trực tiếp luôn vậy nó ngon. Đây có tỏi nè, tỏi băm, món nào cũng có tỏi hết. Nồi nước bên đây sôi kình 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 đây nè, là cục me đây cho nó mềm. Khóm mình cho mình nấu trước vậy nên nó ra nước khóm nó mới ngon, còn mình để sau nó không ngon. Cái nước đường bắt đầu nó lên bọt là mình cho tỏi vô luôn các bạn. Tỏi vô xương xương cho nó hơi vàng, nó đừng cho vàng quá đắng. Cho cá vô. Quá xa ngon luôn, thơm quá thơm. Cá này nó cũng cứng lắm, bao gã luôn. Cá đồng mà nó bị lớn là nó cũng dài lắm rồi. Thuộc dạng nó cũng thuộc dạng là thứ nái rồi đó. Trải qua biết bao nhiêu lưỡi câu rồi, nhưng bên nay nó dính rồi. Cỡ nào cũng không thoát được đâu. Đó, nhìn màu hấp dẫn chưa, vừa luôn rồi đó. Mới xào nhẹ thôi nhìn là thấy ngon rồi đó. Cắt nêm vô bạn này cho nó sạp nước. Cắt nêm vô bạn quậy cho nó tan cả nước nó kẹo. Kẹo từ đầu tới cuối luôn. Nhìn màu hấp dẫn chưa, khởi động thấy ngon rồi đó. Vô chặn còn ngon dữ nữa. Rồi cho nước mắm vô luôn, cũng vừa vừa nước mắm thôi, đừng có mặn nhiều quá, tại hạt nêm nó cũng mặn rồi. Đợi xíu cho nó hơi gáo gáo mình nè, chế nước lạnh vô khô xuống là lụm. Tỏi ớt tiêu đường một ngọt vô là đầy đủ hết. Quên tỏi ớt. Có tỏi gọi ớt, ớt với lại hành vô là xong. Gì là vừa ăn rồi đó. Rồi chế nước mắm vô cái nó thật lên thơm quá. Đó, bạn nhìn này hấp dẫn chưa? Quá tuyệt vời. Xong để khô là lắm. Nồi canh bên đây mình cho cá với lại lươn vô một lượt luôn bạn ơi. Ủa lộn, cá với lươn với lại đậu bắp. Tính là cá với đậu bắp mà cái này thêm lươn nữa, có lươn nó cho lươn nữa. Tại đậu bắp nó cũng lâu chín, cá thì mau chín. Quá trời nồi này luôn, cá quá trời cá luôn. Cái mương này cá nhiều hơn cái mấy mương sáng nè. Rồi sáng cũng được mương hai con ha, này cũng hai con với con lươn nữa, đây trùng mương luôn á. Ủa để coi, có một con không trùng, quên, con chết mới trùng mương. Này chỉ có con lươn với con cá là trùng mương thôi, còn cá lóc chết kia nó chết thì phải nó sống mình nấu mình chua cái nữa là nguyên một mương luôn, tới bên bờ luôn. Cục me vớt ra nè, vớt ra dài dặm.
lượt cái nước cho vô nồi canh từ từ là được, nêm nếm như nào cảm giác vừa ăn là lụm. Xanh xanh vàng vàng, chút vô cà chua là đỏ đỏ. Cá bọt luôn. Hùng thêm mớ rau dường cho nó thơm bạn ơi. Đây, quế. Canh chua là phải có quế vô nó mới thơm. Quế bằng ngò gai. Bữa nay mình chơi quế đi. Cái quế này già lắm rồi. Này chiều chiều có hái mấy cái bông rồi nè. Cái vũ. Vũ cho nó rớt hột xuống nó mọc dài dài dài. Thơm quá. Nghe mùi quế thơm ghê luôn. Nực nồng luôn. Rồi, nhiêu được rồi. Đang kho cá mới nhấp nhấp hành vô à, hoàn thành được 95% mà hết ga luôn bạn ơi. Giờ nhét nhét hành xuống. Nước nó cũng còn hơi lỏng lỏng, cái này hồi hâm lên cái nữa mới ngon. Nhưng mà để nước vậy ăn cũng ngon. Ngon. Béo. Gì cũng vừa rồi. Nước chan cũng ngon. Tuyệt vời ở mặt trời luôn. Nồi cá kho. Đây là nồi canh chua. Có quế với ớt vô nè. Cá lương như này trốn dưới hết rồi. Ngon. Chua chua ngọt ngọt. Cái cay thơm thơm mặn mặn. Béo béo. Cá lượng như này trốn dưới lục bình hết rồi. Ồ. Cá lóc nấu biết bao lâu mà nó vẫn còn nguyên nguyên si luôn. Chắc thịt lương cũng cứng nhưng mà. Quá đã. Tới nồi canh chua luôn. Sáng nay làm hai món này là chỉ cần nấu nồi cơm là ăn tới chiều luôn rồi đó. Chiều khỏi làm đồ ăn. Chiều khỏi làm đồ ăn. Quá đã. Món này là đã nhất. Bữa cơm sáng miền Tây bạn ơi. Mời các bạn cơm sáng gia đình mình luôn. Ớt. Ủa, ớt xay nha. Im. Cá kho. Rồi uống cái chùm ruột này đủ giống với cái ớt này nè. Màu cá kho hơi bị đỉnh luôn á. Kho cái nó lên tay. Cá canh chua, cá với lương. Quá xa bà xa luôn bạn ơi. Lóc, cái chùm ruột ngon. Mặn sạch sẽ luôn, có chơi đâu. Mới mới nhưng mà mặn sạch rồi ngon. Cá lóc, lương hai món. Thành quả một đêm hôm lội cỏ cắt nhự chưa. Hôm đi thăm làm biến. Sáng nữa biến mà còn già mà còn xà lõn lội vô ba cô bắt cắt sướng sướng mà lâu lâu cho cỏ nó cắt dặn thay da mới bạn ơi cho nó tốt. Cho nó cạo lớp da cũ bỏ thay da mới. Rồi lượm 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 lượm